Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong bài học buổi tối hôm nay. Phần Kinh Thánh của chúng ta thì lần trước tôi đã đọc rồi, cho nên là sẽ không đọc nữa để đỡ mất thời gian của anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào trong bài luôn ha. Bây giờ cái điều thứ nhất mà chúng ta sẽ cùng học với nhau, ở đây nó là Sáng Thế Ký chương 32 đến 33 câu 17, cũng cùng phần Kinh Thánh giống lần trước. Nhưng mà vì lần trước chúng ta đào chưa có đủ sâu, và còn những cái ý mà chúng ta chưa có học hết, cho nên bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần 2 của cái phần Kinh Thánh đó. Và đây là cái ý thứ nhất của phần 2: sự lo lắng và sợ hãi. Hồi nãy thì có một bạn mới vừa gọi vào trong cái tài khoản của tôi, thì tôi nhắc lại một lần nữa là đừng có ai gọi vào tài khoản của tôi trong khi mà tôi đang công bố lời Chúa nha. Bởi vì bạn nào có trục trặc á, các bạn nào trong lớp có trục trặc thì các bạn tự động thoát ra và vào lại, tuyệt đối không gọi. Chúng ta chỉ cần nhấn vào chữ tham gia hoặc là chữ join, đừng gọi vào tài khoản của tôi, cũng đừng gọi vào lớp, bởi vì anh chị em sẽ làm bị gián đoạn cái livestream của chúng ta. Cảm ơn anh chị em. Rồi bây giờ tôi nhắc lại nhé, cái ý thứ nhất ở trong phần 2 của chúng ta buổi tối hôm nay, đó là sự lo lắng và sợ hãi là kẻ thù của đức tin. Tôi nhắc lại, sự lo lắng và sợ hãi là kẻ thù của đức tin. Lần trước thì chúng ta có nói sơ qua ở trong cái phần mà một cái sai lầm phổ biến trong việc cầu nguyện đó, thì có cái việc là cầu nguyện trong cái tinh thần sợ hãi. Thì chỉ có nói sơ qua thôi, nhưng bây giờ tôi muốn đào sâu. Tôi muốn đào sâu về cái ý này, bởi vì nó sẽ rất là thực tế cho đời sống của anh chị em. Sự lo lắng và sợ hãi là kẻ thù của đức tin. Thưa anh chị em, khi chúng ta có đức tin thì chúng ta không sợ hãi. Chúng ta tin một cách xác quyết thì chúng ta không sợ hãi. Và khi chúng ta sợ hãi thì chúng ta sẽ bị lui đi trong đức tin. Và nếu sự sợ hãi lên đến tột đỉnh thì đức tin chúng ta bị mất đi. Cho nên tôi nói rằng sự lo lắng và sợ hãi là kẻ thù của đức tin. Chúng ta có thể mở ra một số phần ở trong Kinh Thánh để xem lời Chúa nói gì. Anh chị em cùng với tôi mở ra ở trong Matthew đoạn 8 từ câu 22 đến câu 27. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Matthew đoạn 8 từ câu 22 đến câu 27. Ở đây đang nói về cái câu chuyện mà Chúa Giêsu dẹp cơn bão biển. Tôi không có đọc hết bởi vì nó sẽ mất thời giờ, chỉ nói gọn thôi. Thì anh chị em biết cái câu chuyện này rồi. Khi mà các môn đồ đang ở trong con thuyền và có một cái cơn bão ập đến, và họ đã dùng tất cả mọi cách để họ chống chọi, và họ chống chọi không nổi, và nước vào gần sắp đầy thuyền, và thuyền có nguy cơ bị chìm, thì họ sợ quá, họ mới la lên: Chúa ơi, xin cứu chúng con với, chúng ta chết mất. Kinh Thánh chép là lúc bây giờ Chúa đang ngủ. Thật là thú vị. Tôi tin rằng đây là một sự cố tình, chứ không phải là đây là một cái sự ngẫu nhiên đâu. Chúa lúc bây giờ đang ngủ, và họ thì đang đối diện với hiểm nguy, và họ chống chọi đủ mọi cách không thành công, và cuối cùng họ sợ quá, họ la lên: Chúa ơi, xin cứu chúng con với, chúng ta chết mất. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thức dậy và Chúa Giêsu phán rằng: hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ? Qua cái câu này anh chị em thấy không? Có một sự đối lập giữa đức tin và sự sợ hãi. Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy sự đối lập đó. Hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ? Anh chị em thấy không? Như vậy thì cái sự sợ hãi nó có bà con với cái việc ít đức tin và việc vô tín. Và Chúa Giêsu đã thật sự quở trách họ. Họ đã rất là sợ hãi. Anh chị em thấy không? Bây giờ thì chúng ta xem một cái phần Kinh Thánh khác. Lát nữa tôi sẽ phân tích cho anh chị em. Phần Kinh Thánh khác, Dân Số Ký đoạn 13. Ở đây thì nó dài lắm, chúng ta không có thì giờ để đọc. Tôi chỉ tóm ý thôi. Ở đây nói về việc 12 thám tử được sai đi
đi vào trong xứ Canaan để do thám xứ, để xem là có thể chiếm được xứ hay không. Khi mà 12 thám tử trở về đó, thì có hai cái loại báo cáo khác nhau được đưa ra. Loại báo cáo thứ nhất là của 10 thám tử còn lại ngoài Caleb với Joshua. 10 thám tử đó đã đưa ra những báo cáo rất là tồi tệ. Nói rằng, ồ, cái dân xứ đó nó khổng lồ, nó mạnh lắm, nó cường thịnh lắm. Chúng ta giống như những cái con cào cào trước những cái con người đó vậy đó. Chúng ta không có thể nào mà chiến thắng được. Chúng ta chỉ có bị ăn nuốt thôi, chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất thôi. Và làm cho dân chúng sợ hãi, dân chúng cuống cuồng lên, gieo rắc một cái tinh thần tiêu cực. Họ đã nhìn những cái người khổng lồ ở trong xứ Canaan và họ sợ hãi. Họ không có đức tin, họ sợ hãi. Và họ trở về, họ làm cho lây lan cái tinh thần sợ hãi đó giữa vòng dân sự của Chúa. Nhưng có hai người là Caleb và Joshua thì không hề sợ hãi. Và đã có một cái báo cáo khác rằng, đúng rồi, đúng là dân cái xứ đó khổng lồ, đúng là dền dàng, đúng là mạnh mẽ thiệt. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng, bởi vì Chúa phó kẻ địch vào tay của chúng ta. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ tin lên lời Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không? Như vậy thì đó là cái câu chuyện thứ hai để cho chúng ta thấy về những cái con người sợ hãi. Đó là nhóm thám tử 10 người mà không phải là Caleb và Joshua. Cái câu chuyện thứ ba để chúng ta thấy về cái sự sợ hãi, đó là Matthew đoạn 14 câu 30. Ở đây nói về việc Phi-e-rơ bị sụp xuống. Tất cả các môn đồ thấy Chúa Giê-xu đi trên mặt nước và họ tưởng là một con ma, họ la lên, họ sợ hãi. Và Chúa Giê-xu nói rằng, ấy là ta đây đừng sợ. Và khi Phi-e-rơ nghe nói rằng, ấy là ta đây đừng sợ, thì Phi-e-rơ nói rằng, thưa Chúa, nếu đó là Chúa thì xin khiến con đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Hay là thưa Thầy, nếu đó là Thầy thì xin khiến con đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Thì Chúa nói rằng, hãy lại đây. Và Phi-e-rơ đã bước ra khỏi thuyền bằng đức tin. Và ông đã trở nên con người đầu tiên ở trên thế giới này, ngoại trừ Chúa Giê-xu trong thân xác con người, đã từng đi trên mặt nước mà không bị chìm. Nhưng mà rồi Kinh Thánh chép rằng Phi-e-rơ bắt đầu nhìn thấy sóng gió, nhìn thấy gió thổi, nhìn thấy sóng, nhìn thấy thiên nhiên đang thét gào. Phi-e-rơ không còn tập trung vào Chúa nữa. Phi-e-rơ nhìn vào những cái sóng gió, những cái sự gào thét của thiên nhiên, của biển cả. Và Kinh Thánh chép rằng Phi-e-rơ sụp xuống. Có anh chị em nào trong lớp chưa tắt micro, vui lòng kiểm tra và tắt micro giùm tôi, bởi vì đang gây nhiễu âm. Tôi nhắc lại nha, có một anh chị em nào đó ở trong lớp chưa tắt micro, vui lòng chạm tay vào màn hình, tắt micro để khỏi ảnh hưởng đến buổi học của chúng ta. Xin cảm ơn. Và thưa anh chị em, đó là cái câu chuyện thứ ba cho chúng ta thấy về cái sự sợ hãi. Như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa, sự lo lắng và sợ hãi là kẻ thù của đức tin, thưa anh chị em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe cái ví dụ này của tôi. Ở trong chức vụ thì tôi thường thấy cái điều này. Những cái người ngồi xe lăn á, khi người ta đẩy những cái người bị bại liệt đến với chúng tôi trong những chiếc xe lăn, thì có hai loại người ở trong số những người mà được đẩy đến trong những chiếc xe lăn. Loại người thứ nhất là khi chúng tôi công bố nhân danh Chúa Giêsu Christ, hãy đứng dậy và bước đi. Thì tôi đã thấy có những người họ đứng dậy và họ bước đi và họ kinh nghiệm một sự chữa lành rất là kỳ diệu. Và cũng có những người họ đứng dậy họ chưa đi được, họ đứng dậy và họ té xuống. Họ đứng dậy và họ té xuống, nhưng mà họ cứ tiếp tục đứng dậy. Và rồi họ lại té xuống nữa, nhưng mà họ không bỏ cuộc, họ tiếp tục đứng dậy. Và cuối cùng phép lạ đến với họ và họ đi. Trong khi có những người thì ngồi yên không nhúc nhích. Và có một số người thậm chí còn nói với chúng tôi, làm sao mà đứng dậy đi được? Mục sư biết rằng tôi bị liệt mà. Tôi bị liệt mà biểu tôi đứng dậy đi. Làm sao tôi đứng dậy đi được? Chân của tôi đau lắm, thậm chí tôi không có cảm giác gì hết. Làm sao tôi đứng dậy đi được? Và họ cự nữ như thế. Họ suy nghĩ và họ cự nữ như thế. Và kết quả là những người đó không bao giờ được chữa lành, cứ ngồi mãi trong xe lăn đó thôi. Thưa anh chị em, như vậy thì cái ví dụ này nó có thể nói lên cái điều mà tôi chia sẻ với anh chị em từ hồi nãy tới giờ. Những cái người mà không được chữa lành là những người lo lắng và sợ hãi, những người không có đức tin. Họ nghĩ thế này nè, tôi đứng dậy, lỡ tôi té xuống tôi đập đầu sao?
tôi đang bị liệt mà. Tại sao lại bảo tôi đứng dậy? Tôi đứng dậy mà tôi té xuống, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Họ sợ hãi, họ lo lắng, họ không có đức tin thưa anh chị em. Còn những cái người mà được chữa lành á, là những người ngay khi chúng tôi nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng tôi ra lệnh cho họ đứng dậy và bước đi, thì lập tức họ không cần phải suy nghĩ gì cả. Họ tin nơi lời Đức Chúa Trời, vì trước đó chúng tôi đã có một sứ điệp cho họ rất là mạnh mẽ về đức tin, về sự chữa lành. Họ đã nghe, họ đã tiếp thu, họ đã tin. Và khi họ nghe chúng tôi nói rằng nhân danh Chúa Jesus Christ hãy đứng dậy và bước đi, thì họ không cần suy nghĩ, họ không sợ hãi, họ không lo lắng gì cả. Họ lập tức làm theo mệnh lệnh, họ đứng dậy. Có những người kinh nghiệm phép lạ chữa lành ngay tức khắc. Có những người thì vì một lý do nào đó tôi chưa biết rõ, nhưng mà họ bị té xuống. Họ té xuống. Nhưng mà rồi tôi lại nói nhân danh Chúa Jesus Christ hãy đứng dậy. Và họ lập tức cố gắng một lần nữa, họ đứng dậy. Có một người, có những người thì lần thứ hai phép lạ đến với họ, họ bước ra khỏi xe lăn. Có những người thì lần thứ ba. Và cái điều tựu trung mà tôi muốn nói là người nào không hề suy nghĩ đắn đo, không hề dùng cái lý trí của mình, không hề nghi ngờ, không hề lo lắng, không hề sợ hãi, tin nơi lời Đức Chúa Trời và nắm lấy lời đó, nắm lấy cái lời công bố và dùng hết sức của mình để đáp ứng với lời công bố đó, thì người đó có thể kinh nghiệm được phép lạ của Chúa. Cho nên sự sợ hãi chính là kẻ thù của đức tin, thưa anh chị em. Khi chúng ta sợ hãi thì chúng ta không thể tin được. Không thể nào có một đức tin xác quyết, không thể nào có một đức tin trọn vẹn khi mà chúng ta giữ cái sự sợ hãi trong con người của mình. Và khi chúng ta thật sự tin thì chúng ta không còn sợ hãi nữa. Hai cái yếu tố đó là hai yếu tố không đội trời chung với nhau, thưa anh chị em. Không thể cùng sống chung với nhau được, không thể ở dưới một mái nhà được. Hoặc là có sự sợ hãi và không có đức tin, hoặc là có đức tin và phải loại bỏ sự sợ hãi, thưa anh chị em. Amen. Bây giờ thì tôi mời lớp học và tất cả anh chị em cùng với tôi đi vào trong phần thảo luận. Tôi chỉ mới nói những điều sơ sơ qua thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những điều hết sức chi tiết. Cái câu hỏi mà tôi đặt ra để cho tất cả chúng ta cùng thảo luận đó là phần A ở trong cái ý thứ nhất ha. Phần A là câu hỏi đầu tiên: tại sao chúng ta sợ hãi? Tôi nhắc lại nhé. Phần A nhỏ trong cái ý thứ nhất của bài học chúng ta đó là tại sao chúng ta sợ hãi. Tôi muốn cùng với anh chị em tìm ra nguyên nhân tại sao mà chúng ta sợ hãi. Và xin mời các thành viên trong lớp học, những người nào mà có câu trả lời thì mở micro lên và trả lời, đóng góp phần thảo luận của mình. Các anh chị em theo dõi qua livestream thì không thể nào nói trực tiếp với chúng tôi được, thì anh chị em có thể soạn cái comment và gửi vào ở trong cái mục livestream của chúng tôi. Sau cái buổi học này chúng tôi sẽ xem lại. Và nếu như anh chị em có những cái ý nào hay, những cái ý đột phá nào đó ngoài những gì mà chúng tôi có thể tìm ra, thì chúng tôi sẽ học hỏi nên anh chị em. Rồi, tôi nhắc lại câu hỏi nha. Tại sao chúng ta sợ hãi? Rồi, ai là người sẽ trả lời trước? Dạ, em rồi. Em trả lời là như là tại vì chúng ta không có giao phó hết cho Chúa. Chúng ta, cái đức tin của chúng ta cũng còn nghi ngờ Chúa, nên thành ra chúng ta cũng còn sợ hãi. À, đó là anh quá trả luận đúng không? Dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn anh. Như vậy thì anh nói là bởi vì chúng ta không hết lòng giao phó cho Chúa, chúng ta vẫn còn nghi ngờ dạ, Chúa. Còn nghi ngờ Chúa, nên dạ, thành ra chúng ta còn cái sợ hãi. Dạ, rồi, cảm ơn anh Luận. Anh Luận đã là người đi tiên phong. Khích lệ anh Luận sẽ luôn luôn hăng hái như vậy nha. Cảm ơn Chúa. Rồi, rồi người khác. Hôm nay thì anh Luận là người mới đã phát biểu đầu tiên, điều đó làm cho tôi rất là vui. Vì những người mới thường hay nhút nhát, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa hôm nay anh Luận rất là dạn dĩ. Rồi, còn những người nào mà ít phát biểu hơn những người khác thì tôi khuyến khích những người đó hãy nắm bắt lấy cơ hội và phát biểu. Tại sao chúng ta sợ hãi? Rồi, xin mời Cảm Hưởng. Theo bản thân anh là tại vì mình xa cách với Chúa, mình không có Chúa cũng như là không có tin Chúa mất lòng, nên là đi rất cái lương thực. Cảm Hưởng, hình như chỗ của em mạng hơi yếu hay sao ha, nói nghe không có rõ lắm. Em nói là tại vì mình xa cách với Chúa, mình không hết lòng tin Chúa, có đúng vậy không? Dạ. Trời. Không nó lợi dụng cái điểm
công mình. À, Satan lợi dụng điểm đó tấn công mình. Em nói vậy đúng không? Yeah. Rồi, rồi cảm ơn Cẩm Hường. Rồi, à, cũng rất là tốt, một cái người mới tin Chúa và cũng đã thể hiện sự dạn dĩ của mình. Cảm ơn Chúa. Rồi các anh chị em khác. Anh ơi, em Hậu. À, mời Hậu. Em chưa có hiểu rõ cái câu hỏi của anh ơi lắm. Từ vì cái câu anh ơi hỏi là tại sao chúng ta sợ hãi gì? Em nghĩ là sợ hãi là cái là cách tự nhiên thôi. Nhưng mà cái điều mà quan trọng đó là cái điều sự sợ hãi á, mà cái đằng sau sự sợ hãi là cái hướng tích cực hay là tiêu cực đó, nó mới nói lên vấn đề. Chứ mà em thấy sợ hãi là cái tính tự nhiên, chứ nếu mà chú không cho mình cái sự sợ hãi á, em nghĩ đó, là chắc là mình sẽ không có hoàn thiện trong tính cách hoặc là trong suy nghĩ, hoặc là mình sẽ không có biết sợ bất cứ những điều gì. Câu hỏi thì bình thường vậy thôi, tại sao chúng ta sợ hãi? Em nghĩ gì trong đầu em thì em trả lời thôi, cái câu hỏi rất là đơn giản mà. Còn nếu vậy thì em trả lời đó là sợ hãi là một cái gì đó rất bình thường tự nhiên. Như rất là bình thường tự nhiên ở trong con người xác thịt. Nếu mà em nói cái đó thì đúng. Nhưng đây là cái câu hỏi để mà chúng ta sẽ mổ xẻ ra, và sau đó nó sẽ có tiếp những cái phần khác có liên quan để chúng ta vừa đưa ra cái nan đề và đồng thời chúng ta giải quyết nan đề. Cho nên hôm nay sẽ là một vòng tròn khép kín ha. Còn cái cảm giác sợ hãi là cái điều tự nhiên thì em nói nó cũng có phần đúng. Tuy nhiên cái sự sợ hãi ở đây, nếu mà muốn nói rõ thêm á, thì nó không chỉ dừng lại ở cái cảm giác sợ hãi, mà nó là một cái thái độ. Nó là một thái độ ha. Chứ còn một cái cảm giác khi một cái điều gì đó nó quá khủng khiếp, nó bật đột nhiên nó xảy đến, thì có thể là hầu hết chúng ta đều sẽ có cái cảm giác tự nhiên là sợ hãi trước cái đã, đúng không? Rồi sau đó chúng ta trấn tĩnh lại, đúng không? Nhưng mà ở đây đang nói về cái thái độ của chúng ta đó. Ok. Rồi Hậu cũng muốn nói thêm gì không? Dạ, ý của em á là anh cái câu hỏi anh đưa ra đó thì em cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng mà khi mà anh giải thích có nghĩa là cái cảm giác dường như sợ hãi một cái điều gì đó vừa xảy đến, thì mình cái cảm giác mình sợ hãi đó là một cái cách tự nhiên thôi. Còn đằng sau cái sự sợ hãi đó là bắt đầu là cái sự thể hiện về cái phản ứng của mình đó, thì cái điều đó mới là quan trọng. Đúng rồi, thì cũng giống như Joshua và Caleb. Rất có thể mà cái ánh mắt đầu tiên khi gặp những cái tên khổng lồ thì rất có thể có một cái cảm giác sợ hãi nào đó nó chạm đến họ, nhưng mà ngay sau đó họ trấn tĩnh ngay, bởi vì họ không có cái thái độ sợ hãi. Em hiểu không? Chúng ta không nói về cái cảm giác lúc ban đầu, một cái cảm giác chỉ thoáng qua, chúng ta không nói về điều đó. Chúng ta đang nói về một thái độ ha. Ok. Rồi còn ai nữa không? Còn ai muốn phát biểu nữa không? Chúng ta nói sâu hơn đi anh chị em. Rồi xin mời Hoài Ân. Giống như là nếu mà nói tại sao chúng ta sợ hãi là, thì em chỉ nghĩ cảnh giống như khi mà gặp mấy cái nan đề hay gặp chuyện gì đó mà mình sợ, thì lý do là mình không có lời Chúa nhiều cho nên mình bị thiếu đức tin. Tại vì nếu như có lời Chúa nhiều thì những lúc có hoàn cảnh như vậy thì cái lời Chúa sẽ có cái lời nó thích hợp với cái hoàn cảnh đó, nó sẽ hiện lên, thì làm cho mình đức tin của mình mạnh hơn, mình không có sợ. Mà cái quan trọng là em nghĩ là mình không có lời Chúa nhiều. Hoài Ân nói rằng vì chúng ta không có lời Chúa nhiều cho nên chúng ta thiếu đức tin. Cảm ơn Chúa, tất cả anh chị em đều có những cái ý tốt hết. Tuy nhiên thì tôi sẽ đưa ra cái sự đúc kết, nó sẽ xoáy sâu vào trọng tâm hơn, để chúng ta sẽ dễ dàng áp dụng vào trong đời sống. Cái câu hỏi chúng ta đặt ra. Chị Quyên muốn bổ sung hả? Được rồi, xin mời chị Quyên. Mời chị Quyên. Chúng ta sợ hãi vì chúng ta bất lực, chúng ta không làm được cái gì cho nên chúng ta sợ hãi, đúng không? Cảm ơn chị Quyên. Hồi nãy giờ mọi người nói đều có lý hết, không có cái gì là không có lý cả.
Tuy nhiên thì tôi sẽ dùng những cái ý mà nó rõ hơn để mà chúng ta dễ dàng áp dụng vào, để tôi cô đọng lại cho anh chị em thành cái bài học ha. Thì khi tôi nói ra nó đều dính đến những cái ý mà anh chị em nói nãy giờ, nó đều có ở trong đó hết á. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta sợ hãi? Thì tôi sẽ đưa ra cho anh chị em ba cái lý do, tôi sẽ tổng hợp ba cái lý do. Nếu anh chị em nào nghĩ rằng còn lý do nào khác, tôi đang nói những cái mà nó bao trùm đó nha, chứ còn những cái chi tiết thì nó nằm ở trong đây hết rồi. Rồi, cái lý do thứ nhất là tại vì chúng ta tập trung vào nan đề. Anh chị em ơi, chúng ta sợ hãi là vì chúng ta tập trung vào nan đề. Tại sao các môn đồ của Chúa lại sợ hãi khi cơn bão ập đến? Tại vì họ tập trung vào nan đề. Trong khi Chúa của họ đang ở trên thuyền, nhưng họ không tập trung vào Chúa, họ quên mất Chúa. Họ tập trung vào cơn bão hơn là tập trung vào Chúa. Cho đến cuối cùng họ te tua tơi tả, họ không còn cái đường binh nào hết đó, thì lúc đó họ mới nhớ đến Chúa. Anh chị em thấy rõ không? Và đối với các thám tử cũng vậy. 10 thám tử sợ hãi, đó là vì họ tập trung vào những tên khổng lồ, họ tập trung vào binh lực của kẻ địch, mà họ không chịu tập trung vào Đức Chúa Trời vĩ đại của mình, là Đấng đã từng ban cho họ những sự đắc thắng. Và ở trong Matthew đoạn 14 câu 30, Phi-rơ sụp xuống. Tại sao? Một lần nữa lại là tập trung vào nan đề. Phi-rơ lúc bấy giờ không nhìn vào Chúa Giê-xu nữa, mà Phi-rơ lại tập trung vào sóng gió, những cái thét gào của biển cả. Đó là lý do vì sao sự sợ hãi đã đi vào trong ông và ông sụp xuống, thưa anh chị em. Điều thứ hai ở trong cái vấn đề chúng ta sợ hãi, đó là vì chúng ta nhờ cậy nơi sức riêng. Chúng ta nhờ cậy nơi sức riêng, thưa anh chị em. Và giống như chị Quyên nói đó, bởi vì chúng ta nhờ cậy nơi sức riêng cho nên chúng ta bất lực. Và khi chúng ta bất lực, chúng ta không biết phải làm cái gì nữa. Trong khi cái nan đề nó dường như nó càng ngày càng lớn hơn, cái sự nguy hiểm nó đang tiến gần. Nó làm chúng ta sợ hãi. Anh chị em thấy không? Các môn đồ họ dựa vào sức riêng khi họ đối diện với cơn bão. Họ nghĩ rằng mình là những người đánh cá chuyên nghiệp, mình là những người đi biển chuyên nghiệp, hay là nói theo cái ngôn ngữ nó hơi đau to bú lớn ngày hôm nay, mình là những nhà hàng hải chuyên nghiệp. Cho nên là lúc bấy giờ họ cứ vận dụng hết tất cả những cái thủ thuật, những cái phương pháp, rồi vận dụng cơ bắp, vận dụng kinh nghiệm, vận dụng hết những cái gì mình có ra, nhưng mà nó bất lực trước cơn bão đó, và thế là họ sợ hãi. Anh chị hiểu không? Rồi, cái điều thứ ba mà nó có ở trong sự sợ hãi của chúng ta, lý do tại sao chúng ta sợ hãi, đó là một cái yếu tố ở bên ngoài, đó chính là Satan. Satan nó kích động thêm vào trong sự sợ hãi của chúng ta. Satan là kẻ luôn muốn gieo rắc sự sợ hãi. Satan có thể bày binh bố trận, Satan có thể sắp đặt những cái tình huống như thế nào đó, và nó có cái mục đích là làm cho chúng ta sợ hãi. Satan nghĩ trong đầu rằng bây giờ ta bày ra cái hoàn cảnh này thì cái con người đó sẽ sợ hãi. Và khi con người đó sợ hãi thì con người đó sẽ bị lui đi trong đức tin, và đến một mức độ nào đó có thể đánh mất luôn cái đức tin của mình, thưa anh chị em. Và Satan là kẻ đứng đằng sau cái điều đó. Và giả sử như nó có không đứng đằng sau cái điều đó mà chúng ta đã sợ hãi sẵn đi nữa, thì Satan là kẻ sẽ kích động thêm sự sợ hãi đó. Nếu nó thấy ai đó đang sợ hãi thì nó nói, một cơ hội tốt, một cơ hội thật là tốt, con người này đang sợ hãi, ta sẽ làm cho nó sợ hãi nhiều hơn. Và nó sẽ sai một cái linh sợ hãi đến và kích động làm chúng ta càng sợ hãi. Nó muốn đẩy cái sự sợ hãi của chúng ta lên đến tột đỉnh, đến một cái mức độ mà lát nữa chúng ta sẽ học nó sẽ để lại cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho anh chị em. Như vậy thì có ba cái lý do căn bản để chúng ta có thể lý giải là tại sao chúng ta sợ hãi. Thứ nhất là chúng ta tập trung vào nan đề. Thứ hai là chúng ta nhờ cậy nơi sức riêng. Và thứ ba là Satan nó bày ra cái tình huống đó đẩy chúng ta vào, hoặc là nó kích động thêm vào sự sợ hãi của chúng ta. Amen. Rồi, bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau xem một số cái phần ở trong Kinh Thánh ha. Ở đây thì ok, tôi nghĩ là những cái phần hồi nãy giờ là đủ rồi. Nếu mà lật thêm thì tôi sợ là không đủ thời giờ. Thôi bây giờ tôi đi qua một cái ý tiếp theo đi. Tôi sợ là nó sẽ bị trễ giờ nếu như tôi tiếp tục đào sâu. Cho nên tôi nghĩ hồi nãy nhờ những phần Kinh Thánh như vậy là quá đủ rồi. Anh chị em về nhà thì có thể tìm rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh có liên quan đến sự sợ hãi. Và những lần mà Chúa hiện ra, rồi Thiên Sứ Chúa hiện ra, thì luôn luôn nói là đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Rồi các lãnh tụ nói đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, nhiều lắm. Tôi định trưng dẫn nhưng mà thôi,
tôi sợ là đào sâu quá thì lại mất nhiều thì giờ, cho nên tôi nghĩ rằng nhiều đó đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái ý thứ hai là phần B ở trong một nhỏ, đó là sự sợ hãi dẫn đến điều gì. Sự sợ hãi dẫn đến điều gì? Thưa anh chị em, tôi sẽ chia sẻ luôn cái phần này và đến cái phần C thì tôi sẽ lại mời anh chị em thảo luận. Phần B của chúng ta, hồi nãy chúng ta hỏi là tại sao chúng ta sợ hãi và chúng ta đã đưa ra những cái lý do, có 3 lý do. Bây giờ thì phần B, trong phần B thì tôi có một câu hỏi là sự sợ hãi dẫn đến điều gì? Và câu trả lời mà tôi dành cho anh chị em đó là sự sợ hãi nó làm cho chúng ta lại càng thổi phồng thêm nan đề. Điều đó chúng ta cũng sử dụng lại cái đoạn Kinh Thánh Dân Sứ Ký đoạn 13. Chúng ta sẽ thổi phồng thêm nan đề. Ở trong 10 thám tử kia, không phải là Caleb với Joshua đó, thật ra ở trong họ vốn đã có sự hèn nhát, sự sợ hãi rồi. Đức tin của họ là yếu kém rồi. Cho nên với cái sự sợ hãi hèn nhát có sẵn đó, với cái sự vô tín có sẵn đó, thì khi họ gặp cái nan đề quá lớn, gặp những kẻ thù quá khổng lồ như vậy, một cái binh lực quá mạnh như vậy, thì họ bắt đầu thổi phồng thêm nan đề, thì cái sự sợ hãi nó càng lớn hơn. Và khi sự sợ hãi càng lớn thì chúng ta thấy rằng cái nan đề nó dường như nó vượt quá, nó lớn quá đến mức độ không thể nào giải quyết được nữa rồi. Anh chị em hiểu không? Ở trong cái đời sống của chúng ta, anh chị em hãy liên tưởng đến đời sống của chúng ta đi. Có thể là một cái người đi khám bác sĩ về, ở trong lòng người đó vốn đức tin đã không tốt rồi, mà đi khám gặp một cái ông bác sĩ không được tế nhị lắm, có thể là nói những cái lời mà gây sự sợ hãi. Chẳng hạn nói là ô cái bệnh này hả, nguy hiểm lắm á, cái bệnh này có thể chết bất đắc kỳ tử, ông ta nói như thế. Và khi ông ta nói như thế thì cái người bệnh nhân mà vốn đã có sự sợ hãi đó, vốn không có đức tin tốt đó, nghe cái điều đó thì về nhà thì lại càng sợ hãi bội phần hơn, và bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu vẽ rồng vẽ rắn ra thêm và thổi phồng cái nan đề lên thêm. Ông ta chỉ nói rằng cái này có thể chết bất đắc kỳ tử, và người đó nói ôi giờ nguy hiểm quá, cái này lúc nào cũng có thể là nơm nớp lo sợ, không biết mình chết lúc này đâu, không biết mình chết lúc nào đây. Bây giờ về nhà bắt đầu sắp xếp rồi trăn trối, là làm đủ thứ chuyện hết rồi, một mặt thì có bao nhiêu tiền thì dốc hết chạy hết, nghe nói ông này bà kia cố gắng chạy đầu này chạy đầu nọ, bởi vì sợ quá mà, sợ quá và làm tất cả mọi điều đó trong sự sợ hãi. Và có đôi khi thì cái nan đề nó không đến nỗi như vậy, có đôi khi mấy ông bác sĩ nói cũng chưa chắc gì là đúng, có đôi khi máy móc chụp hình X-quang hay là CT hay là xét nghiệm gì đó cũng chưa chắc là chuẩn, nhưng vì con người ta có cái sự sợ hãi cho nên người ta mới dựa vào những cái yếu tố đó để rồi càng làm cho cái nan đề nó được thổi phồng lên thêm. Và khi cái nan đề nó càng thổi phồng chừng nào thì sự sợ hãi càng gia tăng, và sự sợ hãi càng gia tăng thì nan đề lại càng bị thổi phồng lên, nó thành một cái vòng luẩn quẩn rất là tai quái đó thưa anh chị em. Và cái điều thứ hai mà sự sợ hãi nó có thể đưa chúng ta đến, đó là bệnh tật, tai nạn. Bệnh tật, tai nạn thưa anh chị em. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 17 câu 22 chép như thế này: lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt bị khô héo. Trí nao sờn đây nó bao gồm cả sự lo lắng, sự sợ hãi, sự cay đắng và tất cả những cái gì tiêu cực, những cái thái độ tiêu cực ở trong lòng của chúng ta thưa anh chị em. Kinh Thánh nói rằng lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt bị khô héo. Và thưa anh chị em, khi một người mà có cái sự sợ hãi đó thì người đó rất là dễ bị bệnh tật. Cái câu Kinh Thánh tôi mới vừa đọc với anh chị em đó, nói rằng xương cốt bị khô héo. Xương cốt là cái phần ở trong cùng. Chúng ta thấy cái phần, một trong những cái phần ở bên trong cùng, chôn sâu trong thân thể chúng ta. Mà đến cái xương cốt mà nó còn khô héo nữa thì anh chị em tự hiểu là những cái da thịt của chúng ta, rồi nội tạng chúng ta, những gì bao bọc bên ngoài, nó đã khô héo trước rồi. Anh chị em hiểu không? Cho nên anh chị em cần phải cẩn thận với sự sợ hãi. Nó thật sự rất là tai hại. Và anh chị em thấy nè, ở trong Sáng Thế Ký chương 14 câu 10 thì đã cho chúng ta thấy một cái tai nạn. Chúng ta có thể mở ra phần Kinh Thánh này, Sáng Thế Ký chương 14 câu 10. Cái tai nạn này nó dẫn đến từ sự sợ hãi. Sáng Thế Ký chương 14 câu 10. Anh chị em mở với tôi.
Sáng Thế Ký chương 14 câu 10 chép như thế này: Thung lũng Sidim có rất nhiều hố nhựa chai. Trong lúc thua chạy, vua Sodom và vua Gomorrah đã rơi xuống đó. Số còn lại thì chạy trốn lên núi. Có đôi khi chúng ta đọc chúng ta không để ý đúng không? Khi tôi đọc cái chỗ này thì tôi tìm thấy có sự sợ hãi ở đây. Mặc dù chỗ này không hề nói một chữ sợ hãi nào. Nhưng mà cái bối cảnh là như thế này. Giữa hai bên chiến đấu với nhau và cái bên này thua. Mấy cái ông vua này thua. Ông vua Sodom và Gomorrah thua. Và chắc chắn trong lúc thua như vậy thì rất là sợ hãi. Tại sao? Tại vì anh chị em phải biết rằng đao kiếm gần kề. Chỉ cần chậm một chút xíu thôi là bay đầu ngay tức khắc. Chỉ cần chậm một chút xíu thôi là bị xuyên tim ngay tức khắc. Anh chị em hiểu không? Và trong lúc họ sợ hãi quá, họ không có thể kiểm soát được. Là họ sợ hãi quá thì họ đã rớt xuống hố nhựa chai. Tôi biết rằng có những người thì có thể là họ bình tĩnh hơn một chút xíu, cho nên họ không bị rớt xuống hố nhựa chai giống như mấy ông vua này, nhưng mà họ có thể chạy trốn lên núi. Những người mà ít sợ hãi hơn thì có thể vẫn còn thấy đường để mà chạy. Mấy ông này thì chạy không còn thấy đường gì hết và rớt xuống hố nhựa chai. Cho nên tôi mới nói rằng cái điều thứ hai mà sự sợ hãi có thể đẩy chúng ta đến đó là bệnh tật và tai nạn. Anh chị em thấy không? Như vậy thì sự sợ hãi và lo lắng có thể dẫn chúng ta đến chỗ bệnh tật và tai nạn. Một cái người mà sợ hãi lo lắng là một người mất tập trung. Anh chị em biết không? Họ đi ngoài đường, họ lái xe, nhưng mà đầu của họ thì không để trên cái tay lái của họ đâu. Họ không có kiểm soát tay lái đâu. Mà lúc bấy giờ họ chỉ nghĩ đến cái nan đề của họ thôi. Họ chỉ nghĩ đến những cái sự sợ hãi nó đang rình rập họ và rất dễ gây ra tai nạn trên đường phố, thưa anh chị em. Tôi nghĩ rằng điều này rất thực tế và anh chị em hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Điều thứ ba mà tôi muốn nói với anh chị em đó là quỷ nhập hay là quỷ ám. Đây là một cái điều, thật ra thì Kinh Thánh không có cái chỗ nào để mà nói rõ điều đó hết. Nhưng mà ở trong chức vụ chữa lành và giải cứu thì chúng ta đã gặp rất là nhiều, thưa anh chị em. Và có một cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh không nói rõ, nhưng mà tôi đoán rất có thể nó có liên quan đến sự sợ hãi. Đó là cái câu chuyện về người bị quỷ ám ở Gerase. Thì thưa anh chị em, cái người đó là người bị quỷ quân đội nhập vào. Theo cái sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi thì không phải tự nhiên một lúc mà có một quân đội quỷ nó nhập vào đâu. Thật ra thì đầu tiên luôn luôn có một cái linh mở cửa. Và trong chức vụ chúng tôi đã theo dõi và chúng tôi thấy rằng những người sau đây là những người sẽ rất là dễ bị nhiều quỷ nhập vào. Những cái người mà có sự cay đắng, căm ghét một cách tột độ ở trong lòng của mình, giữ nó trong lòng mà không chịu tha thứ, những người đó sẽ bị một cái linh cay đắng nó khống chế. Và cái linh cay đắng nó rất là dễ để mở cánh cửa cho nhiều linh khác đi vào. Người thứ hai là người có sự sợ hãi tột độ. Ở trong một cái sự cùng cực hoảng loạn, cái sự sợ hãi tột độ thì có một cánh cửa mở ra và các loại quỷ rất dễ xâm nhập vào trong chúng ta. Sở dĩ chúng tôi biết được là vì chúng tôi đã tham gia những ca giải cứu và đã giải cứu cho những cái người như vậy. Và chúng tôi phát hiện ra là cái linh đầu tiên khống chế họ là cái linh sợ hãi. Ở trong một cái bối cảnh nào đó, một cái hoàn cảnh gì đó rất là đặc biệt. Có những người thì giống như những cô gái ở trong cái tình cảnh bị hãm hiếp tập thể. Bị hãm hiếp tập thể. Và trong lúc cùng cực hoảng loạn sợ hãi đó thì cái tâm linh họ mở ra. Có một cái cánh cửa vô hình đã mở ra. Cái linh sợ hãi nó khống chế họ và mở cánh cửa ra. Và có nhiều loại quỷ nó xâm nhập vào trong họ. Trong đó có cả quỷ tà dâm trong đó nữa. Và nhiều loại quỷ khác. Thưa anh chị em, cho nên cái câu hỏi mà tôi hỏi là sự sợ hãi dẫn đến điều gì đó. Thì ngoài hai cái điều mà tôi nói là thứ nhất là nó dẫn chúng ta đến chỗ sẽ thổi phồng nan đề, làm cho nan đề càng tệ hại hơn. Và điều thứ hai đó là chúng ta bệnh tật, tai nạn. Và vấn đề thứ ba là vấn đề chúng ta có thể bị quỷ nhập. Khi mà chúng ta sợ hãi đến mức tột độ thì lúc đó cái linh sợ hãi nó nhập vào trong chúng ta và nó mở toan cánh cửa ra và có một số linh nó có thể bước vào. Thì ở trong cái câu chuyện người bị quỷ ám ở tại Gerase thì không có nói rõ là những linh nào, chỉ nói là quỷ quân đội. Thì nếu mà một quân đội có nghĩa là binh đoàn La Mã vào thời bấy giờ nó thì nó khoảng mấy ngàn quân, nó khoảng từ 2 đến 4 ngàn quân lính. Và chúng ta thấy điều đó được minh chứng khi mà
cái lũ quỷ đó xin Chúa Giêsu là cho nhập vào bầy heo đó, thì Chúa cho phép, thì lập tức là có hơn 2.000 con heo đã lao xuống vực sâu chết, có nghĩa là có ít nhất 2.000 con quỷ đã nhập vào trong 2.000 con heo đó và lao xuống vực sâu chết. Anh chị em thấy đó. Thì tôi tin rằng không phải cùng một lúc mà tự nhiên lũ quỷ đã vào đâu, mà trải qua một cái thời gian nhất định nào đó và lũ quỷ vào càng lúc càng đông, càng lúc càng đông. Thì rất có thể là người đó đã có một cái biến cố sợ hãi nào đó trong cuộc đời mình, và cái linh sợ hãi nó mở cửa ra và cả một quân đội quỷ đi vào trong. Cho nên tôi nói với anh chị em là sự cay đắng, sự sợ hãi là những điều rất là nguy hiểm trong đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta có thì chúng ta phải loại bỏ ra, bởi vì những cái sự sợ hãi đó nó làm chúng ta mất kiểm soát. Nó sẽ làm cho chúng ta mất kiểm soát và chúng ta sẽ mất kiểm soát trong cái lời nói của mình, chúng ta sẽ mất kiểm soát trong hành vi của mình, chúng ta mất kiểm soát trong cái tư cách của mình. Anh chị em có thể thấy ở trong Các Vua thứ nhất, đoạn 19 từ câu 1 đến câu 4, cái câu chuyện này là câu chuyện giữa Jezabel và Eli. Trước đó trong đoạn 18 thì Eli đã là một người hùng, Eli đã có một chiến công rất là vang dội ở trên đỉnh núi Cạc-mên. Khi mà ông chiến thắng tất cả các tiên tri Ba Anh và tất cả các tiên tri của Atate hay là Asera, và ông đã cầu nguyện lời cầu nguyện vĩ đại, và lửa từ trời của Đức Chúa Trời giáng xuống và đã thiêu đốt hết của lễ và thiêu hết tất cả những cái gì ở trên đó, cùng với rút hết nước, cùng với những đá bụi tất cả đều bị thiêu hóa hết. Và lúc bấy giờ thì ông đã có một chiến thắng, toàn bộ dân sự đã sắp mình xuống và la lên Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Và sau đó tất cả những tiên tri của tà thần bị tiêu diệt hết. Ngày hôm đó tiên tri Eli đã có một chiến công hiển hách, bởi vì quyền năng của Chúa đã hậu thuẫn cho ông. Nhưng mà ngay ở trong chương 19 chúng ta thấy một Eli khác hẳn, và Jezabel hăm dọa là bà sẽ giết chết tiên tri Eli. Và chỉ vì một cái lời hăm dọa của một người đàn bà mà vị tiên tri này đã sợ hãi, và ông ta đã đánh mất đức tin. Ông ta không còn là người hùng của chương 18 nữa. Một người hùng mà đứng trước hàng hàng lớp lớp kẻ địch không sợ hãi, đối diện với Ahab vua của Israel, rồi quân lính, rồi các tiên tri tà thần, rồi các thế lực tà linh, ông ta không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ thì ông ta lại vô lý để cho sự sợ hãi nó đi vào trong mình chỉ vì một cái lời hăm dọa của một người đàn bà, và kết quả ông phải chạy trốn, chạy trốn để giữ mạng của mình. Anh chị em thấy không? Như vậy thì khi mà chúng ta có sự sợ hãi thì chúng ta có thể mất kiểm soát trong lời nói, trong hành vi, trong tư cách của mình. Chúng ta thấy trong cái câu chuyện đó thì Eli bắt đầu nói những cái lời nói mình thấy nó không có giống một người hùng chút nào hết đó. Một lời nói rất là bèo nhèo, rất là thiếu đức tin. Anh chị em thấy đó, toàn là những lời tiêu cực, đòi chết rồi tùm lum hết. Rồi cái hành vi tư cách của ông không có giống một cái vị tiên tri, không có giống một cái người hùng của Đức Chúa Trời chút xíu nào cả. Chỉ vì ông đã không cảnh giác và để cho sự sợ hãi nó đi vào trong lòng của mình và nó chế ngự mình, thưa anh chị em. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng cái sự sợ hãi là cái điều rất là nguy hiểm. Và sự lo lắng, sự sợ hãi là những bà con với nhau rất là nguy hiểm, thưa anh chị em. Và chúng ta cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo là phần C nhỏ. Như vậy hồi nãy giờ chúng ta đã đặt ra, chúng ta đã nói là tại sao chúng ta sợ hãi, và chúng ta đã cho thấy những cái nan đề từ sự sợ hãi. Và bây giờ thì phần C chúng ta sẽ thảo luận làm sao để chiến thắng sự sợ hãi và vững tin nơi Chúa. Chúng ta thấy rằng chủ đề, những cái gì mà tôi đưa ra cho anh chị em hôm nay rất là thực tế. Thứ nhất là tôi muốn anh chị em hiểu tại sao, những nguyên nhân nào dẫn đến sự sợ hãi. Thứ hai là tôi muốn chỉ ra cho anh chị em thấy là sự sợ hãi sẽ dẫn đến điều gì, cái hậu quả, cái điều tai hại của sự sợ hãi là gì, tôi vừa mới nói. Bây giờ nếu chỉ nói hai điều đó thôi thì rõ ràng nó không giải quyết gì cả, nó lại gieo rắc sự sợ hãi cho anh chị em thôi. Nhưng bây giờ đi đến phần thứ ba, là phần sẽ đem đến sự bình an cho anh chị em. Đó là phần C nhỏ ở trong ý thứ nhất của bài học hôm nay: làm sao để chiến thắng sự sợ hãi và vững tin nơi Chúa. Rồi các anh chị em trong lớp chúng ta thảo luận, ai có ý thì mở micro lên trước và phát biểu một cách giản dị. Làm sao để chiến thắng sự sợ hãi và vững tin nơi Chúa? Các anh chị em theo dõi qua livestream thì có thể gửi cái comment của mình vào, chúng tôi sẽ xem sau để học hỏi nên anh chị em. Rồi ai sẽ là người phát biểu trước đây? Dạ em. Rồi xin mời anh Luận. Dạ. Chứ tự như mình có cái nhân đề
trước trước đó có nhân đề đó là sẽ mình sẽ đến với Chúa trước, mình sẽ cầu nguyện với Chúa để mà Chúa thêm sức cho mình, để cho mình đứng vững ở trong một cái đức tin, mình không còn sợ hãi nữa. Em cũng có như mục sư đã nói là như là cái sợ hãi hay là cái cay đắng của trong lòng của mình, hay là mình ghét ai, hay là mình có cái gì đó, là đúng là một cái cánh cửa đó là mình mở ra cho một cái là những cái linh trời, là một cái cho ma quỷ nó đi vào. Cái đó là rất là đúng, tại vì trong cái trong khi đó em cũng đã bị cái tình trạng như vậy. Nên thành ra bây giờ em mà có cái nhân đề, trước nhất là cái nhân đề, nhất như mà gặp chuyện trong gia đình hay là có cái gì là cấp bách, thì đương nhiên em sẽ quỳ gối trước, em sẽ cầu nguyện với Chúa. Đầu tiên là em sẽ cầu nguyện với Chúa, thì xin Chúa thêm sức cho em, và xin Chúa, tại vì cái sức của mình là cái sức không được, bây giờ mình chỉ cậy nhờ ơn của sức của Chúa để mà mình chiến thắng. Trong khi đó mình chiến thắng, mình mới thắng được cái sự sợ hãi. Amen. Cảm ơn anh Luận. Rất là vui khi hôm nay anh Luận rất là dạn dĩ. Cả hai lần thảo luận anh Luận đều xung phong hết. Cảm ơn Chúa. Mong anh cứ tiếp tục phát huy như vậy. Rồi các anh chị em khác. Xin mời các anh chị em khác. Rồi những anh chị em khác, chúng ta nhanh chóng nha, không làm mất thời giờ. Rồi, xin mời Hậu. Em Hậu. Dạ. Khi mà em gặp cái vấn đề hoặc là một cái điều gì đó mà nó làm cho em sợ hãi, thì khi mà em làm đầu tiên đó là em chứng tỉnh lại, rồi em cầu Chúa, rồi bắt đầu mình xem cái vấn đề đó để mình tìm cách giải quyết. Còn nếu mà mình không giải quyết được, hoặc là mình có một cái điều gì đó mà nó quá khó, thì em nói thôi Chúa ơi, không giao nên nói cho Chúa luôn. Với lại em thấy mà cái điều mà làm để em nó bơi đi với sự sợ hãi, hoặc là nó chấm dứt cái sự sợ hãi, đó là lời Chúa. Thì những lúc đó là lời Chúa nó tác động đến em, có những cái câu gốc mà em đã từng học đó, nó hiện ra trong đầu, thì em nhẩm theo cái câu gốc đó, hoặc là em hát một cái bài chúng ta, nó giúp cho em không còn là sợ hãi nữa. Cảm ơn Hậu. Ở trong cái phần thảo luận Hậu vừa mới chia sẻ đó, thì có hai cái điều mà anh cảm thấy tâm đắc. Đó là những cái lời của Chúa. Lời của Chúa hiện ra trong tâm trí của mình. Mình có thể công bố lời đó ra và mình hát những bài thánh ca. Đó là một trong những cái điều rất là hữu hiệu. Thật ra thì anh đã từng làm nhiều lần và thấy là nó có tác dụng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hậu. Rồi. Còn những anh chị em khác, Hoài Ân thì sao? Em hả? Em thì khi gặp cái nan đề, cái điều đó sợ hãi, trước tiên là em buồn với em khóc trước. Xong rồi buồn khóc trước. Em buồn với em khóc không rồi không biết không có biết mà để lúc đó mà suy nghĩ đến Chúa hay chạy đến với Chúa. Thì lúc đó để vượt qua được cái sợ hãi đó thì là chồng đến thì chồng đọc cho mấy lời kinh thánh rồi này kia, rồi thì được khích lệ, lúc đó thì không có còn sợ nữa mà cảm thấy bình an trở lại nhiều hơn. Như vậy là dựa vào chồng. Giả sử không có chồng ở đó thì em làm sao để chiến thắng sự sợ hãi và vững tin nơi Chúa? Cái này mới là quan trọng đây. Thì bây giờ có kinh nghiệm nhiều hơn xíu, chẳng hạn như khi mà có bệnh đến thì biết cầu nguyện, với lại biết hát, mặc dù là không muốn hát nhưng mà vẫn cố gắng hát những bài hát ca ngợi Chúa, thì lúc đó không nhất là nhức đầu, thì lúc đó không có còn bị nhức nữa, khi mà cố gắng dẫn hát thì lúc đó bệnh nó hết, không có còn nữa. Rồi cảm ơn Hoài Ân. Rồi những người khác thì sao? Thủy hôm nay chưa nghe phát biểu. Thủy đâu? Rồi Thủy, em làm sao để chiến thắng sự sợ hãi và vững tin nơi Chúa? Thủy đang bận. Rồi Thủy đang bận phải không? Rồi còn ai nữa? Anh Chuyên. Rồi anh Chuyên làm thế nào để chiến thắng sự sợ hãi và vững tin nơi Chúa đây? Sao nghe cái việc nhìn thấy rồi đó. Ok. Thì tôi thì tôi có nhiều tôi đã được
vì thấy nó vấn đề trong tôi như vậy. Có như lúc đang đề đấy, ví dụ như bệnh tật hoặc là sự bài mở hoặc là những lúc mà chúng ta đi công việc Chúa đó, bị vấn đề này vấn đề kia, thì tôi thường có những câu hỏi trong trong tâm trí của tôi đặt cho tôi những câu hỏi: chúng ta là ai, hiện nay chúng ta là người như thế nào. Thì tôi luôn luôn đặt câu hỏi như vậy. Năm đề đấy thì chúng tôi đây hỏi ra tự mình, tự hỏi mình là ai, thì mình là người cơ nhân, mình là con cái Chúa, thì mình đã học những gì. Vì Chúa đã cho chúng ta sử dụng danh của Chúa Giêsu, chúng ta sử dụng. Còn những lời gì mà chúng ta học được thì chúng ta cứ sử dụng. Lời của Chúa là gương, thân là gương thánh linh, lời của Chúa là sắc như gương hai lưỡi mà. Nên là chúng riêng tôi là như vậy đó. Cảm ơn Chuyên. Có nghĩa là mỗi khi anh Chuyên thấy sự sợ hãi nó đến thì anh Chuyên tự hỏi mình là ai, ý là xác nhận lại cái địa vị của mình ở trong Chúa, và xác nhận lại cái uy quyền mà mình có trong Chúa. Ý của anh Chuyên có phải vậy không? Để tại vì chúng ta là người có một cái địa vị rất là tốt đẹp, rất là cao trọng ở trong Chúa. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là hoàng tử, là công chúa ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không có lý do gì sợ hãi với cái bọn nhãi nhép cả, đúng không anh Chuyên? Và nhất là khi chúng ta có danh uy quyền, danh lớn lao, quyền năng nhất trong cõi vũ trụ này là danh Jesus Christ ở cùng chúng ta, thì chúng ta sẽ không sợ hãi. Cảm ơn Chúa, đó cũng là một cái sự hiểu biết và kinh nghiệm rất là tốt. Cảm ơn Chuyên. Rồi, bây giờ thì tôi không biết là có anh chị em nào muốn phát biểu nữa không. Tôi sẽ tổng kết lại nha. Nếu có thì anh chị em nói ngay thì tôi sẽ cho anh chị em cơ hội. Ok. Rồi, ai vậy? Rồi, cô Thanh Xuân xin mời. Vâng, chú Chiến Tần ơi, cái câu mà tại sao chúng ta không sợ hãi thì mà chiến thắng cũng sợ hãi. Thì theo tôi nghĩ rằng là lời Chúa là vũ khí thuộc linh, thì chúng ta phải thường xuyên học lời Chúa để chúng ta hiểu biết được cái quyền năng của Chúa ở trên đời sống của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện, hiểu biết Chúa hàng ngày, hiểu biết hàng ngày. Và vào buổi tối trước khi đi ngủ và sáng mai là chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện với Chúa để Chúa lúc nào cũng được cử dân của mình và mình có thể hiểu được quyền năng của Chúa, để Chúa được bảo vệ và sự hỗ trợ của Chúa, trong quyền năng của Chúa, thì mình sẽ chiến thắng được sự sợ hãi. Cái thứ ba nữa đó, và tôi nghĩ rằng là khi chúng ta mà phạm tội thì chúng ta phải nhận biết cái tội lỗi của mình, để ăn năn cùng Chúa để trở thành cái sự thánh khiết trước mặt Chúa, để được Chúa đẹp lòng, thì chúng ta phải được sự bảo vệ và được ở trong cái tình yêu thương của Chúa. Thì từ tất cả những cái đó thì chúng ta có thể chiến thắng được cái sự sợ hãi của mình. Thì ngoài ra cái quyền năng của Chúa thì con người ta là bất lực, chúng ta có thể chiến thắng được cái sự sợ hãi của mình, và cái khác biệt của chúng ta thì không thể làm gì được. Thì chúng ta phải trông cậy vào cái quyền năng của Chúa đó, cho nên là chúng ta mới chiến thắng được cái sự sợ hãi. Nên tôi có ý kiến như vậy ạ. Amen, rất là tốt. Cảm ơn chú. Đây là chồng của cô Thanh Xuân, đang sử dụng cái tài khoản của cô Thanh Xuân, cho nên tôi tưởng rằng cô Thanh Xuân. Đây là chồng của cô Thanh Xuân, cả hai vợ chồng cùng học lời Chúa, rất là phước hạnh. Cảm ơn chú. Những cái ý của chú cũng rất là sâu sắc. Và cái ý của chú thì nó có cái khuynh hướng là để giúp chúng ta xây dựng một cái nếp sống. Cảm ơn chú rất nhiều. Thì ở cái câu hỏi mà tôi đặt ra đó, thì nó có cái xu hướng là để chúng ta xử lý cái tình huống sợ hãi ngay trước mắt nhiều hơn là để chúng ta xây dựng một cái lối sống. Tuy nhiên thì cảm ơn Chúa, cái điều mà chú chia sẻ đó là mở rộng thêm, rất là tốt. Ok, như vậy thì bây giờ tôi tổng kết lại nhé. Khi mà sự sợ hãi đến với chúng ta đó, và chúng ta đang có khó khăn với cái sự sợ hãi đó, thì làm sao để chúng ta chiến thắng sự sợ hãi và vững tin nơi Chúa? Thì thưa anh chị em, cái điều duy nhất mà tôi khuyên anh chị em là lập tức chuyển hướng tập trung vào Chúa. Tại vì lúc mà cái sự sợ hãi đến, chúng ta đang ở trong cái trạng thái sợ hãi, là lúc mà cái sự tập trung của chúng ta chắc chắn nó không phải vào Chúa rồi.
nó đang vào nan đề vào cái gì đó, hoặc là chúng ta đang tập trung vào bản thân mình, hay là chúng ta đang dựa dẫm vào ai đó mà không phải là Chúa. À, cho nên không giải quyết được cái gì cả, và nan đề càng ngày càng xấu hơn, cái sự nguy hiểm đang cận kề và làm cho chúng ta sợ hãi. Thì cái điều mà tôi khuyên tất cả anh chị em là ngay lập tức chúng ta phải chuyển hướng tập trung vào Chúa. À, như vậy thì ở trong cái ý chuyển hướng tập trung vào Chúa thì có những cái ý nhỏ như thế này. Chúng ta chuyển hướng như thế nào? Chúng ta sẽ cụ thể hóa ý này nhé. Thứ nhất, hồi nãy anh chị em nói đều có ở trong đây hết, nó đều có liên quan hết. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhận sự yếu đuối của mình. Chúng ta phải nhìn nhận sự yếu đuối của mình và chúng ta cầu nguyện. Thưa anh chị em, chúng ta cần phải nhìn nhận sự yếu đuối của mình và chúng ta cầu nguyện. Thì điều này chúng ta có thể tìm thấy ở trong cái câu chuyện về người cha có đứa con bị quỷ ám ở trong Mác đoạn 9 câu 24. Cái người cha này có một đứa con, lúc thì bị ném vào lửa, lúc thì ném xuống nước, và các môn đồ của Chúa Giê-xu đuổi không được quỷ đó. Chúa Giê-xu từ trên núi hóa hình xuống và Ngài thấy cái trường hợp này, và khi nói chuyện một hồi thì Ngài mới có một cái ý là trách móc, là tại sao mà những người này họ ít đức tin quá. Tôi đọc đó và tôi tin rằng Chúa trách móc cả các môn đồ lẫn cái người cha. Thì người cha nói rằng: Thầy ơi, nếu mà thầy làm được cái gì thì thầy làm cho con của tôi đi. Thì lúc đó Chúa có một câu trách ông, là ý là tại sao ông lại nói là nếu có thể làm được gì. Nếu mà ông tin thì ông sẽ được thôi, chứ không có phải là nếu ở đây. Chúa không muốn ông nói theo cái cách lập lờ như vậy. Và khi Chúa nói rằng nếu ai tin thì được, thì người đàn ông đó la lên rằng: Lạy Chúa, xin giúp đỡ con ở trong sự vô tín của con, hay là lạy Chúa xin giúp đỡ con trong sự yếu đuối đức tin của con. Và đó chính là cái câu chuyện để minh họa cho ý mà tôi vừa mới nói. Thứ nhất, chúng ta phải nhìn nhận sự yếu đuối của mình và cầu nguyện. Có một số người họ lạ lắm, họ lo lắng, họ sợ hãi, họ bất lực, nhưng họ không chịu nhìn nhận. Họ cứ làm ra vẻ mình mạnh mẽ để làm cái gì vậy? Họ cứ thể hiện một cái bộ mặt tôn giáo, cứ vẻ như là mình biết hết tất cả mọi sự, có vẻ như mình là đức tin cao trọng lắm, có vẻ như mình là một cái người được sức dầu, vân vân. Có nhiều người họ thật sự cố tỏ ra như vậy, nhưng mà bên trong đời sống của họ thật ra đầy dẫy những sự sợ hãi, những sự lo lắng, những sự bất an. Nhưng khi họ bước vào trong nhà thờ, họ đi ra ngoài đường, họ bước vào trong cộng đồng Cơ Đốc, họ gặp người này, họ người kia, thì họ thậm chí có thể nói hallelujah, những cái lời hallelujah sáo rỗng. Họ nói những cái lời có cánh của đức tin, nhưng mà thật ra những cái lời đó không đủ để che đậy cái sự sợ hãi, sự lo lắng, sự vô tín ở bên trong con người của họ. Cho nên cái điều đầu tiên mà tôi nói với anh chị em ở trong cái việc mà chuyển hướng tập trung vào Chúa, đó là chúng ta phải nhìn nhận sự yếu đuối của mình và cầu nguyện. Cầu nguyện như cách mà người cha cầu nguyện. Người cha của đứa con đó nói rằng: Lạy Chúa, xin giúp đỡ con trong sự vô tín của con. Ông ấy nhìn nhận rằng mình vô tín, ông ấy nhìn nhận mình là yếu đuối đức tin, và ông ấy cầu xin Chúa giúp đỡ ông ấy để ông ấy có thể chiến thắng được bản thân của mình. Thưa anh chị em, amen. Điều thứ hai, ý nhỏ thứ hai ở trong cái ý chuyển hướng tập trung vào Chúa, đó là nhân danh Chúa Giêsu Christ đuổi linh sợ hãi đi. Thưa anh chị em, đây là cái bước thứ hai rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta sợ hãi, như tôi đã nói, có thể linh sợ hãi nó sẽ lợi dụng điều đó để nó nắm lấy chúng ta, nó áp chế chúng ta, nó làm chúng ta sợ hãi hơn nữa. Và cái lúc nào mà cái quyền lực của linh sợ hãi vẫn còn thì chúng ta sẽ vẫn chưa thoát ra khỏi sự sợ hãi, cho đến khi chúng ta thật sự đuổi cái linh sợ hãi ra. Thưa anh chị em, tôi nói rồi, linh sợ hãi là một trong những linh rất nguy hiểm. Thưa anh chị em, Satan nó sai đến một linh và nó mang cái nhiệm vụ là làm cho chúng ta sợ hãi. Và thưa anh chị em, khi một người bị áp chế bởi linh đó thì người đó sợ hãi, thậm chí cái gì cũng sợ hết. Cái gì cũng sợ hết anh chị em ơi. Bất cứ cái gì cũng sợ, sợ con người, sợ con vật, sợ sự việc, vân vân, sợ đủ thứ cái hết. Sợ cả công ăn việc làm, sợ cả, thậm chí có những người mà sợ cả đứa con nhỏ của mình nữa. Đó là cái quyền lực áp chế của linh sợ hãi. Cho nên, sau khi mà chúng ta đã nhìn nhận sự yếu đuối, cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ mình, thì chúng ta nói nhân danh Chúa Jesus Christ, hỡi linh sợ hãi, ta khước từ người, người hãy cút ra khỏi ta, gian xa khỏi ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Anh chị em có thể nói tương tự như vậy, nói trong uy quyền. Chứ anh chị em không nói: Chúa ơi, xin hãy đuổi linh sợ hãi ra khỏi con. Có nhiều anh chị em á, đuổi quỷ mà giống như là năn nỉ quỷ vậy đó. Và tôi nói với anh chị em một điều, khi đuổi quỷ là chúng ta đuổi nhân danh Chúa Jesus Christ, chứ đừng có ai xin Chúa đuổi quỷ. Tôi nói điều đó, ai mà cảm thấy rằng không đồng ý thì mở Kinh Thánh ra xem lại, vì điều đó tôi học được từ Kinh Thánh. Chúa không dạy chúng ta
là cầu xin Chúa đuổi quỷ, mà thay vào đó Chúa dạy chúng ta nhân danh Chúa Jesus Christ để đuổi quỷ. Anh chị em biết không, ở trong Mác đoạn 16 câu 17 nói rất là rõ: vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Dấu hiệu đầu tiên, dấu lạ đầu tiên của một người thật sự tin Chúa, đó là người đó có thể nhân danh Chúa Jesus Christ mà đuổi quỷ. Thưa anh chị em, lấy danh ta mà trừ quỷ. Ai trừ quỷ, ai đuổi quỷ? Chúng ta, những kẻ tin. Và bằng cách nào? Nhân danh Chúa Jesus Christ. Nếu chúng ta nhân danh chúng ta sẽ thất bại. Nếu chúng ta dùng sức riêng của mình, chúng ta sẽ thất bại. Nhưng chúng ta đuổi quỷ nhân danh Chúa Jesus Christ, hay là trong danh Chúa Jesus Christ. Và ở trong Matthew đoạn 10 câu 7 câu 8 nói như thế này: khi đi đường hãy rao giảng rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và đuổi các quỷ. Các con đã được nhận không thì hãy cho không. Anh chị em thấy tất cả là ở thể chủ động. Chúa dạy, Chúa ra lệnh, chúng ta phải làm. Chúng ai rao giảng tin lành, chúng ta rao giảng tin lành. Ai chữa lành kẻ đau, chúng ta chữa lành kẻ đau. Ai làm sạch kẻ phun, chúng ta làm sạch kẻ phun. Ai đuổi các quỷ, chúng ta đuổi các quỷ. Ai khiến người chết sống lại, chúng ta khiến người chết sống lại. Nhưng hãy nhớ, điều này rất quan trọng, tất cả đều làm trong danh Chúa Jesus Christ bởi quyền năng Thánh Linh. Amen. Chúa Jesus nói: những người tin ta sẽ làm những việc ta làm, và làm những việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Amen. Chúng ta làm. Có nhiều người họ ngại miệng, họ nói mình mà nói mình làm thì mình kiêu ngạo. Tôi thưa với anh chị em rằng, người nào làm không đúng Kinh Thánh mới là người kiêu ngạo. Biết Kinh Thánh dạy như vậy mà cố tình bóp méo, làm theo cái cách mà mình muốn và cộng đồng của mình muốn, để chiều theo ý của ai đó, mới là người kiêu ngạo. Còn người dám can đảm làm theo lời Đức Chúa Trời thì không bao giờ là người kiêu ngạo. Đó mới là người khiêm nhường, các anh chị em. Amen. Cho nên đừng có lầm lẫn giữa sự mạnh mẽ và sự kiêu ngạo. Người ta mạnh mẽ không có nghĩa là người ta kiêu ngạo. Anh chị em phải hiểu điều đó nhé. Cho nên thưa anh chị em, tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta đuổi quỷ trong danh Chúa Jesus Christ. Đó là lý do vì sao mà nhiều nơi người ta đuổi quỷ không được, bởi vì họ làm sai nguyên tắc. Khi một người bị quỷ nhập thì cả một hội thánh nháo nhào lên, và lúc đó họ cứ cầu nguyện với Chúa, rồi họ thậm chí quỳ mọp xuống, rồi họ làm đủ kiểu hết. Họ khóc, họ la: Chúa ơi, Chúa ơi, xin thương xót chúng con, xin hãy đuổi quỷ này cho chúng con, Chúa ơi. Và kết quả là cả một hội thánh làm từ ngày này qua ngày kia, tuần này qua tuần kia, người ta vẫn không được tự do. Quỷ nó cứ vẫn cứ nhẫn nhơ, nó bước lên, nó quậy phá, tanh bành hội thánh hết. Thưa anh chị em, vì chúng ta không chịu vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo chúng ta đuổi quỷ nhân danh Chúa Jesus Christ bởi quyền năng Thánh Linh. Nếu anh chị em làm điều đó, anh chị em sẽ thấy vô cùng hiệu quả. Bởi vì Chúa dạy chúng ta điều đó. Chỉ đơn giản mà thôi, Chúa dạy điều gì thì chúng ta làm điều đó. Đó là đức tin, thưa anh chị em. Đó là sự vâng phục, đó là sự khiêm nhường. Amen, hallelujah. Chừng nào Chúa không dạy điều đó mà chúng ta làm, chúng ta mới là những kẻ kiêu ngạo. Còn khi Chúa bảo làm như thế nào, chúng ta làm như thế ấy, thì đó là những con người vâng phục Chúa và khiêm nhường. Amen, cảm ơn Chúa. Cho nên tôi có thể thách thức anh chị em rồi, anh chị em cứ kiểm chứng lại đi. Bây giờ nếu mà anh chị em thấy một người bị quỷ nhập mà anh chị em cứ tới nói: Chúa ơi, xin đuổi quỷ này cho chúng con, Chúa ơi, xin đuổi quỷ này cho chúng con, thì anh chị em sẽ thấy rằng không có hiệu quả đâu. Nhưng mà nếu anh chị em dùng uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ, anh chị em nhìn thẳng vào cái con quỷ đó và anh chị em nói: nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho mày phải cút khỏi người này, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nếu anh chị em thực hành trong uy quyền, anh chị em sẽ thấy người đó được giải phóng. Chúng tôi không nói suông, mà chúng tôi đã thực hiện điều đó hết lần này tới lần khác, và đã có rất là nhiều người được giải phóng trong danh Chúa Jesus Christ bởi quyền năng Thánh Linh. Khi nào mà tôi nói rằng nhân danh Phạm Thiên Ân, bởi quyền năng của Phạm Thiên Ân mà tôi đuổi quỷ, thì đúng, tôi là một người kiêu ngạo quá, và tôi sẽ bị rủa xả bởi chính Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu ngày nào mà tôi nói nhân danh Chúa Jesus Christ bởi quyền năng Thánh Linh và tôi đuổi quỷ, thì anh chị em ơi, tôi đang vâng lời Đức Chúa Trời. Và đó là niềm vui của Cha Thiên Thượng. Niềm vui của Cha là khi Cha giáo dục chúng ta, Cha dạy dỗ chúng ta, Cha trang bị cho chúng ta đủ tất cả mọi loại khí giới, và chúng ta bởi đức tin cầm lấy tất cả những cái loại khí giới đó, những sự trang bị đó, sử dụng những sự dạy dỗ giáo dục của Cha mình và đánh thắng kẻ thù, thì đó là niềm vui của Cha. Amen, hallelujah. Anh chị em sẽ rất vui khi anh chị em dạy dỗ cho con cái mình đàng hoàng, trang bị đầy đủ, và nó sử dụng tất cả những điều đó để nó bước ra đời và nó thành công, nó đắc thắng. Anh chị em cảm thấy nở mày nở mặt lắm.
Thưa anh chị em, còn một đứa con mà tối ngày chạy về cái gì cũng cha ơi mẹ ơi làm điều này cho con đi, lớn có vợ rồi chạy về ôi cha ơi cho con bú đi cha ơi, thì thưa anh chị em rầu lắm đúng không? Chúa không có dạy chúng ta kiểu đó bao giờ hết. Chúa muốn chúng ta trưởng thành ở trong sự trang bị, trong sự hậu thuẫn của Chúa. Chúng ta làm nhưng nó không phải là sức của chúng ta, bởi vì Phao-lô nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban sức lực cho tôi, hay là nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Và tất cả những gì Phao-lô làm là làm trong danh Chúa Jesus Christ bởi quyền năng Thánh Linh. Chúng tôi cũng vậy và anh chị em cũng vậy. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Rồi, bây giờ đây là cái ý nhỏ thứ ba ở trong cái việc chuyển hướng tập trung vào Chúa. Đó là chúng ta nhớ lại những việc lớn lao tốt lành mà Chúa đã làm cho chúng ta. À, hoặc là những việc lớn lao tốt lành mà Chúa đã làm cho ai đó, hoặc cho cộng đồng và cho thế giới này. Anh chị em à, hãy nhớ lại. Lúc bấy giờ chúng ta hãy nhớ lại tất cả những việc lớn lao mà Chúa đã từng làm. Anh chị em có nhớ ở trong Samuel thứ nhất đoạn 17 câu 37, David đang nói chuyện với lại Saul. Lúc bấy giờ thì David muốn ra trận và tiêu diệt tên khổng lồ Goliath. Tên khổng lồ đó cứ đứng thách thức ngày này qua ngày nọ mà không hề có một ai dám ra trận vì tên này quá mạnh. Kể cả Saul là một dũng sĩ hàng đầu của Israel cũng không dám ra trận. Tất cả đều giống như là trốn chui trốn nhủi ở trong doanh trại của mình không dám ra. Nhưng mà David, một chàng trai không có to con, còn rất là trẻ. Và chàng trai này là chàng trai không có sự sợ hãi. Chàng trai này vẫn tin ở Đức Chúa Trời của mình. Và chàng trai này là chàng trai đã có nhiều kinh nghiệm về sự giải cứu của Đức Chúa Trời, về sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Và chàng trai này đã nói cái câu rất là tuyệt vời ở trong Samuel thứ nhất đoạn 17, cầm 37. Tôi muốn đọc cái câu này, anh chị em cùng mở ra với tôi đi. Samuel thứ nhất đoạn 17 câu 37. Rồi lời Chúa chép như thế này. David nói tiếp: Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi vuốt sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Philistin kia. Saul nói: Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở với con. Thưa anh chị em, điều gì đã giữ cho David không sợ hãi? Ở tại nơi đây chúng ta thấy có một cái cách mà chính là điều tôi đã nêu ra. Ông ấy luôn nhớ lại, ông ấy luôn suy nghĩ về những công việc mà Đức Chúa Trời đã từng làm cho đời sống của mình. Đức Chúa Trời đã từng giúp đỡ ông để chiến thắng những con thú dữ trong lúc ông chăn chiên. Và có rất là nhiều kinh nghiệm ông đã từng trải với Đức Chúa Trời. Và trong những lúc cần thiết, David đã nhớ lại tất cả. Và điều đó đem đến cho David sự can đảm chứ không phải sự sợ hãi. Và kết quả là ông đã xông trận và đã tiêu diệt tên khổng lồ kia chỉ bằng một cái trành ném đá. Chỉ bằng một viên đá đầu tiên, vút một cái, Đức Chúa Trời đã hậu thuẫn ông. Và tôi tin rằng chưa chắc là do cái tài ném đá của David đâu. Mà tôi tin là lúc bấy giờ chính quyền năng của Đức Chúa Trời đã điều khiển cục đá đó để đảm bảo rằng chỉ một phát thôi là tên khổng lồ kia chết ngay. Quyền năng đó đã hướng cục đá thẳng vào trong trán, ngay chỗ hiểm của tên khổng lồ, xuyên thấu vào và tên khổng lồ té xuống chết ngay tức khắc. Thưa anh chị em, cảm ơn Chúa. Cho nên nhớ lại những việc lớn lao tốt lành Chúa đã từng làm cho chúng ta, hoặc cho ai đó mà chúng ta biết, hoặc cho cộng đồng, hoặc cho thế giới, là những việc rất là quan trọng. Thưa anh chị em, trong những giờ phút mà chúng ta đang đứng trước sự sợ hãi, hãy nhớ lại những điều đó đi, sẽ đem cho chúng ta sự can đảm. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, điều tiếp theo ở trong cái ý là chuyển hướng tập trung vào Chúa, đó là chúng ta nhân danh Chúa Jesus Christ để công bố những lời của đức tin. Đây là lúc mà những lời Chúa tích trữ ở trong chúng ta sẽ vô cùng lợi hại, vô cùng hữu hiệu. David đã từng nói, tác giả của Thi Thiên 119 đã từng nói như thế này: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Cái chữ giấu đó ở trong tiếng Anh là store. Chữ store đó có nghĩa là tích trữ. Là tích trữ. Anh chị em, không phải là giấu giếm vì sợ hãi, vì mắc cỡ. Mà cái chữ giấu này, tại vì cái bản dịch nó dịch không có chính xác, chữ đó phải dịch là tích trữ hay là tích lũy. Tác giả Thi Thiên 119 đã tích lũy lời Chúa trong lòng của ông.
Và thưa anh chị em, cái việc tích lũy lời Chúa là cực kỳ quan trọng. Lời Chúa là lời của đức tin. Lời Chúa là lời mạnh mẽ. Lời Chúa là lời quyền năng. Lời Chúa là lời sự sống. Lời Chúa giống như một thứ vũ khí vô địch để có thể chiến thắng được ma quỷ và tất cả kẻ thù nào đang vây quanh chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có những thì giờ để tích lũy lời Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8, tôi đọc lại cái câu thánh rất là quen thuộc của anh chị em ha. Giô-suê đoạn 1 câu 8, đó là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, đúng không? Anh chị em mở lại nha, tôi đọc nguyên văn luôn nè. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Amen. Như vậy thì chúng ta cần phải tích lũy lời của Chúa. Và có một điều thú vị ở đây, Kinh Thánh không nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa mắt con, mà Kinh Thánh nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Như vậy là một mặt chúng ta vừa tích lũy lời Chúa để sử dụng trong những hoàn cảnh cần thiết, một mặt là chúng ta vừa có thể công bố lời Chúa ngay tại chỗ. Sự công bố lời Chúa sẽ đem đến sự can đảm, sẽ đem đến đức tin. Sự công bố lời Chúa sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ. Và lúc bấy giờ nếu có quyền lực tối tăm nào đang vây quanh chúng ta, chúng nó nghe lời của Chúa được công bố từ môi miệng chúng ta và chúng nó sợ hãi và tháo chạy, bệnh tật cũng phải thối lui thưa anh chị em. Đó là điều tuyệt vời. Kinh Thánh không bao giờ lầm lẫn. Kinh Thánh sử dụng từ chính xác từng mm thưa anh chị em. Amen. Hallelujah. Cho nên anh chị em ơi, lúc nào anh chị em cảm thấy sự sợ hãi nó đang tấn công anh chị em, nó đang bao quanh anh chị em, thì anh chị em hãy nhân danh Chúa Giêsu công bố những lời của đức tin dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em thuộc lời của Chúa thì công bố nguyên văn lời của Chúa. Còn nếu không thuộc lời của Chúa thì công bố những cái ý tương tự với lời của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nói nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố sự bình an của Chúa trên tôi. Amen. Sau khi anh chị em đuổi lên sợ hãi đi rồi, anh chị em công bố trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố sự bình an của Chúa đầy dẫy trong tôi, sự can đảm của Chúa đầy dẫy trong tôi. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố sự mạnh mẽ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố sự đắc thắng. Trong danh Chúa Giêsu Christ, bệnh tật phải thối lui. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả những kẻ thù này phải thối lui. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tất cả những cái ý nhỏ đó đều nằm ở trong cái ý đó là chuyển hướng tập trung vào Chúa. Cho nên tóm lại một điều, khi anh chị em sợ hãi thì hãy chuyển hướng tập trung vào Chúa. Đừng tập trung vào mình, đừng tập trung vào nan đề, đừng tập trung vào ai đó mà mình tưởng rằng người đó có thể giúp được cho mình. Không ai có thể giúp được chúng ta đâu. David nói rằng, dầu khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào. Không phải vì có Goliath ở bên cạnh con, không phải vì có Saul ở bên cạnh con, không phải vì có vợ con ở bên cạnh con, không phải vì có cha mẹ con ở bên cạnh con, mà David nói rằng vì Chúa ở cùng con. Đó chính là bí quyết đó anh chị em. Dầu khi chúng ta đi trong trũng bóng chết, dầu khi chúng ta đi trong cái chỗ nguy nan nào, sự sợ hãi bủa vây chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ công bố trong danh Chúa Jesus Christ tất cả những sự sợ hãi lui khỏi chúng ta. Chúng ta công bố sự bình an, sự can đảm, sự mạnh mẽ, sự đắc thắng, bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chỉ mới có một ý thôi mà anh chị em thấy không? Thời gian trôi vút vút quá nhanh. Cảm ơn Chúa. Bây giờ còn một ý rất là quan trọng. Còn một ý rất là quan trọng thì anh chị em chịu khó ở lại với tôi một chút xíu nữa để học cho xong ý này nha. Để hôm sau chúng ta qua bài khác. Chứ còn chúng ta đã học hai phần ở trong cùng một cái phần Kinh Thánh rồi. Cho nên là hôm nay tôi muốn kết thúc. Anh chị em thông cảm. Bây giờ cái ý thứ hai ở trong bài học hôm nay đó là những sự kiện Chúa viếng thăm đời sống chúng ta một cách đặc biệt không phải là tất cả. Chúng ta cần xây dựng một nếp sống tin kính Chúa mỗi ngày. Anh chị em thấy nè, ở trong Sáng Thế Ký chương 33 từ câu 1 đến câu 17 cho chúng ta thấy rằng có một cái sự thăm viếng đặc biệt của Chúa đối với Gia-cốp. Và Chúa với ông vật lộn với nhau, đúng không? Chúng ta đã học điều đó. Và khi Chúa thấy lòng của ông khao khát, ông quyết tâm đeo bám lấy Chúa để được Chúa ban phước, thì cuối cùng thì Chúa đã ban phước cho ông và Chúa đổi tên ông thành Israel. Anh chị em thấy sự kiện đó rất là đặc biệt xảy ra. Chúng ta cứ tưởng rằng sau sự kiện đó chúng ta sẽ thấy một Gia-cốp hành động khác đi. Nhưng mà rồi anh chị em thấy rằng Gia-cốp đã hành động hầu như không khác gì mấy. Hãy đọc tiếp tục ở sau đó anh chị em sẽ thấy Gia-cốp vẫn
tiếp tục cái kế hoạch xác thịt của mình sau khi bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Gia-cốp vẫn tiếp tục cái kế hoạch tặng quà của mình. Rồi tất cả cách ông sắp xếp đều rất là con người. Sắp xếp những cái nữ tỳ và con cái họ đi trước. Rồi sắp xếp Lê-a với con cái của bà đi thứ nhì. Rồi sắp xếp Ra-chên với lại con của Ra-chên đi sau cùng. Ông sắp xếp một cách rất là thiên vị, anh chị em thấy không? Tất cả những cái đó là cách làm của loài người hết. Và rồi gặp Ê-sau thì ông đã không có giữ được cái tư thế, cái phong thái mà ông nên có. Thay vào đó tôi thấy ông rất là khép nép, ông rất là luồn cúi. Bởi vì sao? Ông sợ hãi, ông sợ Ê-sau sẽ nổi nóng lên với ông. Nếu mà mạo phạm, Ê-sau có thể nhớ lại mối thù năm xưa và giết chết mình. Cho nên ông gọi Ê-sau bằng Chúa, rồi ông sắp mình xuống ông lạy, rồi vợ con ông cũng lạy, ông biểu vợ con ông lạy. Thấy chưa, anh chị em thấy không? Rồi ông vẫn tiếp tục giữ cái thói lừa dối của mình. Ê-sau bảo đi về Sê-rơ, Ê-sau mời về nhà chơi, thì ông không nói là ông không nói là từ chối, ông không có từ chối, nhưng mà ông lại lập lờ. Ông nói là bây giờ tại vì cái rầm mọt của em thế này thế nọ, rồi vợ con, rồi gia súc, rồi đủ thứ, cái ông nêu ra đủ thứ hết. Ý ông nói là sau này có dịp thì tới nhà anh chơi, kiểu như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì anh chị em biết là suốt từ đó về sau này Kinh Thánh không ghi lại một mẩu chuyện nào về việc Gia-cốp đến thăm Ê-sau cả. Mà thay vào đó thì ông lại đi đến một cái nơi mà ông không nên đến. Trong cái phần sau chúng ta sẽ học và những cái nan đề đã xảy ra với ông, bởi vì ông đã đi đến và cư ngụ tại cái chỗ mà không nên đến và không nên cư ngụ. Thì chúng ta thấy rằng đằng sau cái sự thăm viếng đặc biệt, cái sự thăm viếng siêu nhiên của Chúa, thì Gia-cốp vẫn nhìn thấy cũng không có cái gì thay đổi đặc sắc lắm. Như vậy thì trong thực tế chúng ta ứng dụng được điều gì? Có rất nhiều người ở trong chúng ta thường hay tìm kiếm cái cảm giác quyền năng. Chúng ta hay tìm kiếm những cái sự kiện đặc biệt nào đó. Chúng ta nghe nói một diễn giả nào đó được sức dầu mạnh mẽ, chúng ta cứ chạy đông chạy tây đi tìm kiếm. Nhưng mà trong cái đời sống cá nhân của chúng ta không thật sự tin và khao khát Đức Chúa Trời. Chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình. Anh chị em à, chúng ta không xây dựng cho mình một nếp sống tin kính, mà chúng ta cứ đi tìm kiếm những cái sự kiện. Và thưa anh chị em, có những người họ có thể kinh nghiệm những sự kiện tương tự như của Gia-cốp. Nhưng mà đó không phải là tất cả, thưa anh chị em. Đó không phải là tất cả. Kể cả khi anh chị em khao khát, anh chị em đi đến một buổi nhóm, anh chị em kinh nghiệm sự báp têm trong Thánh Linh, anh chị em có thể kinh nghiệm sự báp têm trong Thánh Linh là cái món quà tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em. Nhưng mà đó cũng không phải là tất cả. Báp têm trong Thánh Linh cũng không phải là tất cả. Anh chị em trở về nhà vẫn cần phải đọc Kinh Thánh. Anh chị em vẫn cần phải suy gẫm Kinh Thánh. Anh chị em vẫn cần phải học thuộc lòng Kinh Thánh. Anh chị em vẫn cần phải cầu nguyện, cần phải công bố lời Đức Chúa Trời trong đức tin. Anh chị em vẫn cần phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Anh chị em vẫn cần phải phục vụ Đức Chúa Trời. Chứ không phải anh chị em nghĩ rằng ô tôi được báp têm trong Thánh Linh rồi, đó là tất cả, bây giờ tôi cứ nằm phè ra như vậy thì tôi sẽ trở thành một người hùng, và tôi có thể làm đủ thứ phép lạ hết, và tôi kết quả cho Chúa, tôi cứ nằm phè đó tự động người ta tin Chúa, vân vân và vân vân. Không có đâu anh chị em. Cho nên cái ý mà tôi muốn nhấn mạnh đây là chúng ta đừng dựa vào những cái sự kiện, đừng quá tập trung vào những sự kiện viếng thăm giống tương tự giống như là Gia-cốp đã kinh nghiệm, và chúng ta cho đó là tất cả, để rồi chúng ta thụ động, chúng ta lười biếng, chúng ta không xây dựng một cái nếp sống. Cái điều quan trọng là chúng ta phải xây dựng được một nếp sống tin kính Chúa mỗi ngày, thưa anh chị em. Cho nên có những cái việc mà đôi khi anh chị em nghĩ rằng nhàm chán, chẳng hạn như đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện, công bố, thờ phượng, phục vụ, anh chị em nói ôi nhàm chán quá, làm hoài nhàm chán quá. Nhưng mà anh chị em ơi, những cái điều mà anh chị em cho là nhàm chán đó, nếu anh chị em làm bởi đức tin và lòng khao khát, anh chị em làm bởi một ý thức nghiêm túc, thì đó không hề là những sự nhàm chán đâu. Đó là những sự mầu nhiệm, đó là những cái phương cách để anh chị em có thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa luôn luôn đầy dẫy trên anh chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về những sự kiện thăm viếng đặc biệt của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nhưng đừng coi đó là tất cả. Thay vào đó, hãy tiếp tục bước đi với Chúa một cách siêng năng, cần cù, chuyên cần mỗi ngày. Hãy tiếp tục đọc Kinh Thánh, hãy tiếp tục suy gẫm lời của Chúa, hãy tiếp tục cầu nguyện trong đức tin, công bố trong đức tin, hãy tiếp tục thờ phượng với tất cả tâm linh và chân lý, và hãy tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách phục vụ tha nhân,
phục vụ mọi người trong cộng đồng của chúng ta, để danh Chúa được vinh hiển. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng điều tôi chia sẻ này sẽ thức tỉnh một số anh chị em, để rồi anh chị em không phải là những người tò mò nữa, tối ngày thì cứ chạy đi tìm những buổi nhóm đặc biệt, đi tìm những diễn giả đặc biệt, những sự sức dầu đặc biệt. Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả mọi sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả mọi sự sức dầu. Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả quyền năng, tất cả tình yêu, tất cả những điều gì tốt lành nhất mà chúng ta cần. Ngay tại chỗ của anh chị em, anh chị em hoàn toàn có thể được Chúa thăm viếng mỗi một ngày, mỗi một giây, mỗi một phút. Ngay tại chỗ của anh chị em, sự sức dầu quyền năng của Chúa hoàn toàn có thể chạm đến anh chị em. Ngay tại chỗ của anh chị em, Thánh Linh của Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể vận hành ở trong anh chị em và xuyên qua anh chị em để chạm đến những cuộc đời khác. Ngay tại chỗ của anh chị em, hãy tìm kiếm chính Đức Chúa Trời. Đừng tìm kiếm sự kiện, đừng tìm kiếm những cái con người được sức dầu. Thưa anh chị em, nếu có cơ hội gặp, điều đó tốt. Nếu có cơ hội để họ cầu nguyện cho chúng ta, điều đó tốt. Nếu có cơ hội để họ sức dầu đặt tay đến chúng ta, điều đó tốt. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Anh chị em đừng mất nhiều thời gian tìm kiếm, thay vào đó hãy dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, thì quyền năng của Chúa sẽ đầy dẫy trên anh chị em. Chúa hoàn toàn có thể cất nhắc anh chị em lên, để anh chị em trở nên một con người đầy quyền năng như bất cứ một con người đầy quyền năng nào từng có trên đất này. Tôi tin điều đó, vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai, và Ngài muốn tất cả mọi con cái Chúa đều mạnh mẽ, đều là những con người bách chiến bách thắng vì sự vinh hiển của Ngài. Amen. Hallelujah.